sát Bangladesh đã bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán hàng chục ngàn người biểu tình đòi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Ít nhất 91 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 13 cảnh sát và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ ở Bangladesh hôm 4 tháng 8. Đây cũng là con số thương vong cao nhất trong một ngày trong các cuộc biểu tình tại nước này thời gian gần đây, vượt qua con số 67 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình hôm 19 tháng 7. Chính phủ Bangladesh đã ban hành lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên toàn quốc từ 18 giờ ngày 4 tháng 8 theo giờ địa phương và 3 ngày nghỉ kể từ ngày 5 tháng 8. Thủ tướng Hasina vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp hồi tháng 1, nhưng đảng Dân tộc Bangladesh đối lập tẩy chay cuộc bầu cử này. Trong ngày 4 tháng 8, nhiều người biểu tình chặn các xa lộ và bạo lực lan ra nhiều nơi. Tất cả các bộ trưởng đều đang lẩn trốn. Hãy chờ xem người dân sẽ đến bao vây nhà thủ tướng như thế nào. Nếu bà Sheikh Hasina không tự nguyện từ chức, chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo. Bà Hasina nói những người tham gia bạo lực không phải là sinh viên, mà là những kẻ khủng bố gây bất ổn đất nước. Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia với sự tham dự của lãnh đạo cảnh sát, quân đội và các cơ quan khác, bà Hasina kêu gọi mạnh tay trấn áp khủng bố. Các đồn cảnh sát và văn phòng đảng cầm quyền cũng trở thành mục tiêu khi bạo lực làm rung chuyển đất nước. Cảnh sát cho biết 13 thành viên lực lượng này bị đánh chết tại khu vực Sirajgan. Ít nhất 11 người, bao gồm 2 sinh viên và 1 lãnh đạo đảng cầm quyền đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ ở nhiều nơi tại thủ đô Dhaka. Bộ Ngoại giao Ấn Độ khuyến cáo công dân nước này không nên đến Bangladesh cho đến khi có thông báo mới. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.